Rồi, video đã được bắt đầu với sự biểu diễn của anh Cường đẹp trai. Đây, chúng ta nhận thấy là các cái thao tác rất uyển chuyển của anh. Môn võ này thì được có tên là Thái Âm Chân Kinh. Cái môn võ này là được anh tìm được từ quần bí kíp, chắc là nhặt trên đường đi xe buýt đến trường thôi. Cái môn võ này ngày xưa đã được Nhạc Bất Quần với cả là Lâm Đình Gay luyện này, và bây giờ tiếp theo là anh Cường luyện cái môn võ này. Đỉnh núi Côn Lôn. Môn võ này ngày xưa được gọi là Nhạc Bất Quần, Nhạc Mất Quần. Với cả tập cái môn võ này bây giờ là anh Cường tập. Cái môn võ này rất là đặc biệt. Nếu mà các bạn dở trang đầu tiên thì chắc chắn là sẽ có câu là muốn luyện môn võ này phải tự cung trước. Nhưng mà thật may mắn cho anh Cường, anh mở trang thứ hai này, mở phát đến trang 2 luôn. Không cần tự cung vẫn có thể tập được. Và anh ta bây giờ là sắp đạt đến cảnh giới thượng thừa. Tiếp đi anh. Rồi. Đấy, những cái đấy khiến người bình luận viên đang cầm quay máy còn phải sợ. Chí xuống tam điền, hít thở đều đặn. Kết thúc chưa? Video ra kết thúc.